khi Manchester United chính thức công bố việc Ralf Rangnick sẽ trở thành huấn luyện viên tạm quyền của đội bóng trong vòng 6 tháng, không ít cổ động viên của Quỷ Đỏ cảm thấy bất ngờ. Họ đã chờ đợi cái tên được sướng lên là những nhà cầm quân đang thuộc dạng hot trend của thế giới như là Zidane hay là Pochettino. So với những đồng nghiệp trẻ tuổi, Ralf Rangnick không phải là gương mặt thu hút được nhiều sự chú ý. Nhưng với hầu hết những chuyên gia hàng đầu, họ đều đánh giá đây là một nước đi thú vị và đáng chờ đợi của đội chủ sân Old Trafford. Nhà cầm quân sinh năm 1958 có thể mang đến cho Quỷ Đỏ một tài sản vô giá mà họ đã đánh mất kể từ khi Sir Alex rời đội bóng. Đó là những chiến lược phát triển được hoạch định một cách bài bản. Tháng 12 năm 1998, cái tên Ralf Rangnick bắt đầu trở nên nổi tiếng. Khi đó với tư cách là huấn luyện viên của đội bóng vô danh Ulm, ông đã gây sửng sốt cho thế giới bóng đá Đức khi xuất hiện trên một chương trình truyền hình về thể thao nổi tiếng ZDF Sport Studio TV để giải thích về tính ưu việt của việc sử dụng bộ tứ hậu vệ, cũng như ý tưởng bắt các cầu thủ tăng cường tập luyện chăm chỉ với trái bóng. Các lý thuyết của Ralf Rangnick khi đó đi ngược lại xu hướng với việc đội tuyển quốc gia Đức trong nhiều năm đã áp dụng hệ thống 3-5-2 cứng nhắc với một libero luôn được ưu tiên trong đội hình. Đội tuyển Tây Đức đã có được những thành công khi chơi theo sơ đồ đó với chức vô địch World Cup 1990 sau khi về nhì 4 năm trước ở Mexico 1986. Nhưng mỗi nhà cách mạng đều phải có những ý tưởng đột phá từ bên trong suy nghĩ. Ralf Rangnick có ý tưởng riêng của mình về cách chơi một trận đấu đẹp mắt và không muốn đi theo lối mòn. Năm 1997, ông tạo ra dấu ấn đầu tiên của mình tại Ulm 1846 khi dẫn dắt câu lạc bộ này trở thành nhà vô địch giải hạng 4 nước Đức. Một năm sau, Ralf Rangnick xuất hiện trên TV trong một bộ sui chỉ chu và nói về các luận điểm bóng đá của mình. Đó là một sự kiện gây chấn động, bởi các bạn hãy tưởng tượng ra cảm giác của mình khi một anh chàng vô danh tiểu tốt nào đó bỗng nhiên xuất hiện trên truyền hình để giảng dạy chuyên môn cho những người đẳng cấp hàng đầu. Các phương tiện truyền thông Đức đặt biệt danh cho ông là giáo sư bóng đá, như một cách để giễu cợt sự ngông cuồng của nhà cầm quân này. Ralf Rangnick cũng bị chế nhạo vì vẻ ngoài lập dị với cặp kính không gọng và sự đam mê bóng đá vô độ của mình. Nhưng người đàn ông khi đó 40 tuổi hoàn toàn tự tin vào triết lý của mình. Ông chấp nhận sự chỉ trích để đưa ra những tư tưởng đổi mới của mình trong một môi trường chưa được chuẩn bị cho sự thay đổi. Hầu hết các đội bóng Đức khi đó vẫn trung thành với hệ thống phòng ngự 3 trung vệ với một libero. Ralf Rangnick nói về khoảng thời gian đó: "Lý do chính cho mọi chỉ trích nhắm vào tôi bắt đầu từ 30 năm trước, thời điểm Franz Beckenbauer đã đặt ra tiêu chuẩn cho hầu hết các đội bóng ở Đức, khi ông ấy tạo ra vị trí hậu vệ quét libero cho riêng mình." Chính Franz thậm chí đã nói vào giữa những năm 90 rằng các câu lạc bộ không thể chơi với một hàng hậu vệ 4 người và phòng ngự khu vực, bởi vì các cầu thủ Đức sẽ không hiểu cách chơi đó. Tôi đã tự hỏi bản thân, có phải các cầu thủ Đức kém thông minh hơn những người đồng nghiệp ở Bỉ, Tây Ban Nha hay Hà Lan? Đối với tôi, điều đó đơn giản là không hợp lý. Niềm tin của Ralf Rangnick vào triết lý của mình chưa bao giờ bị lung lay, ngay cả khi đối mặt với những lời chỉ trích. Sự sáng tạo của ông đã truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ huấn luyện viên hiện tại của Đức như Jürgen Klopp hay Thomas Tuchel, giúp Rangnick trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất của bóng đá Đức. Ralf Rangnick được xem là cha đẻ của chiến thuật Gegen Pressing, với ý tưởng cơ bản nằm ở việc sau khi mất quyền kiểm soát bóng, các cầu thủ sẽ ngay lập tức cố gắng giành lại quả bóng bằng mọi cách, thay vì lui về tổ chức phòng ngự. Trên mặt trận tấn công, tư tưởng của Rangnick là phát triển phạm vi không gian của từng cá nhân, các cầu thủ bằng cách tăng cường độ chơi bóng và tốc độ xử lý tình huống. Ông đã phát triển tư tưởng này sau trận giao hữu với Dynamo Kiev năm 1984, được truyền cảm hứng từ thứ bóng đá tổng lực của Valery Lobanovsky, huấn luyện viên huyền thoại người Ukraine. Tất cả những gì mà chúng ta đã thấy được ở những đội bóng của Klopp hay Tuchel bây giờ đều được ưa mầm từ hạt giống của Rangnick. Nhà cầm quân sinh năm 1958 chưa bao giờ thi đấu chuyên nghiệp khi còn là cầu thủ, nhưng đã thu thập kinh nghiệm huấn luyện trên khắp đất nước. Đầu tiên cấp độ trẻ ở Stuttgart, sau đó là khoảng thời gian dẫn dắt Ulm. Sự nghiệp của ông bắt đầu được chú ý hơn tại Stuttgart, Hannover, Schalke, Hoffenheim. Năm 2011, danh tiếng của Ralf Rangnick lên một tầm cao mới khi ông dẫn dắt Schalke vào đến bán kết Champions League và thất bại trước chính Manchester United của Sir Alex Ferguson. Chiến lược gia người Đức khi đó cũng thể hiện sự ngưỡng mộ với Sir Alex, đặc biệt là tài quản trị nhân sự. Nếu như Valery Lobanovsky, Ernst Happel và Arrigo Sacchi cũng là người có ảnh hưởng mạnh đến các tư tưởng chuyên môn của Rangnick, thì có thể xem Sir Alex là hình mẫu về khả năng kiểm soát phòng thay đồ của nhà cầm quân người Đức.
là một huấn luyện viên có triết lý chơi bóng dựa trên tình trạng thể chất và tinh thần của các cầu thủ, Rangnick luôn tìm kiếm quyền kiểm soát ngay cả trong sự hỗn loạn. Trong suốt sự nghiệp của mình, Rangnick luôn hợp tác chặt chẽ với Helmut Gross, một bộ óc bóng đá vĩ đại, người đã trở thành cố vấn lâu dài của ông. Cùng nhau, cặp đôi nỗ lực cho một kế hoạch để kiểm soát tất cả các khía cạnh của trận đấu. Một bản kế hoạch không có bất cứ sơ hở nào chưa được tính toán tới. Rangnick là người tỉ mỉ nhưng cũng rất kiên định trong những cách tiếp cận của mình. Nhà cầm quân sinh năm 1958 luôn đổi mới, táo bạo và không ngừng tìm cách mang lại lợi thế cho đội bóng của mình trong vai trò của một nhà quản lý toàn diện. Ông thậm chí còn được biết đến là người từng đưa ra các quy định về những chiếc xe mà các cầu thủ được phép lái dựa trên độ tuổi của họ. Ông đã phát triển hẳn một quy trình để các cầu thủ của mình phục hồi trong các trận đấu và cũng liên tục tìm cách chiêu mộ, đào tạo, phát triển những cầu thủ phù hợp với phong cách chơi của cá nhân. Không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Rangnick ở các câu lạc bộ mà ông từng làm việc và cả nền bóng đá Đức nói chung. Nhưng điều đáng chú ý là công việc của ông đã luôn được hỗ trợ một cách tốt nhất. Tại Hoffenheim, RB Leipzig, ông đã nhận được sự hỗ trợ tài chính rộng rãi, lần lượt từ những tập đoàn lớn như SAP hay là Red Bull. Những ý tưởng của Rangnick chưa bao giờ thiếu sự hỗ trợ cần thiết để đưa vào thực tế. Đó cũng là những thứ mà ông có thể nhận được trong thời gian tại Old Trafford với nguồn lực của MU. Cách tiếp cận các trận đấu của Rangnick đòi hỏi rất cao ở các cầu thủ, cả về thể chất và tinh thần. Nhưng ông cũng sẵn sàng chấp nhận một số sai lầm như một phần của quá trình phát triển và thích nghi. Nhà cầm quân người Đức không phải là một nhân vật dễ làm việc cùng, nhưng những ý tưởng của ông có thể tạo nên sự khác biệt. Khi Manchester United tìm đến Ralf Rangnick, họ hiểu rằng mình đang thiếu điều gì. Quá trình khủng hoảng kéo dài suốt từ khi Sir Alex nghỉ hưu cho đến triều đại vừa qua của Solskjaer đến từ nguyên nhân chính là sự thiếu vắng những bản kế hoạch cụ thể, những chiến lược phát triển dài hạn xuyên suốt về mặt triết lý, tư tưởng. Tư duy nhiệm kỳ của những nhà cầm quân đến rồi đi khỏi Old Trafford đã biến đội bóng thành một công trình ngổn ngang, đồ sộ nhưng lại thiếu đi phần quan trọng nhất là nền móng. Những kết quả có được trong ngắn hạn không thể che lấp thực tế rằng MU đang càng ngày càng mất đi bản sắc từng tạo nên hình ảnh của một kẻ chinh phục đáng sợ trong thời kỳ hoàng kim của mình. Ralf Rangnick không chỉ là một huấn luyện viên, ông còn là một nhà quản trị, một nhà tư tưởng hiếm hoi còn lại của bóng đá hiện đại. Trong 6 tháng chuyển giao của mình, Rangnick có thể giúp Manchester United hoạch định được con đường mà họ sẽ theo đuổi, tạo ra một môi trường thuận lợi nhất cho người sẽ tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Quỷ Đỏ. Việc không bổ nhiệm ngay một huấn luyện viên tên tuổi cho thấy ban lãnh đạo của đội chủ sân Old Trafford đã hiểu rằng họ không thể thêm một lần xây nhà từ nóc. Với Rangnick, họ đã có một kiến trúc sư, một tổng công trình sư tài năng với tầm nhìn bao quát mọi vấn đề. Dĩ nhiên, công trình cuối cùng có diện mạo như thế nào còn phải chờ đợi thời gian. On Sport, trọn vẹn đam mê.